chào quý vị khán giả của chương trình Cơ hội đổi đời. Mình là Cung Như Thành. Hôm nay mình rất vui được có mặt ở Hậu Giang để tham dự ở chương trình Cơ hội đổi đời. Thực ra thì mình cũng lần đầu được tham dự chương trình truyền hình thực tế này. Mình cũng có một chút lo lắng, nhưng mà thực ra ở đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Chương trình mình có thể giúp hỗ trợ những trường hợp khó khăn, những trường hợp cần hỗ trợ trong cuộc sống ấy. Thì đây cũng sẽ là một cái chương trình để mà mình nỗ lực hơn để có thể có cơ hội giúp đỡ mọi người. Trước đây thực ra thì mình mới tham dự các chương trình về bóng đá, cũng mấy chương trình về các cầu thủ liên quan đến bóng đá, chương trình cầu thủ ý, chương trình bình luận. Chương trình truyền hình thực tế thì mình chưa có cơ hội tham gia, thì hôm nay cũng là một cái thử thách cho bản thân mình. Còn những cái về vận động, những cái về thể thao thì rõ ràng với mình nó là hàng ngày rồi, nó là cuộc sống rồi, hàng ngày vẫn tập luyện, vẫn duy trì. Thì hiện tại thì mình quản lý học viện bóng đá Star School, thì vẫn liên quan đến bóng đá. Thì thỉnh thoảng thì mình cũng có tham gia các chương trình truyền hình, chương trình bình luận trên truyền hình về các giải bóng đá châu Âu. Anh cũng có những cái giai đoạn thì anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, từ trong cuộc sống, từ trong sinh hoạt, từ trong những cái công việc. Nhưng mà cũng từ những cái khó khăn đấy mình nhận ra những cái sai lầm của mình ấy. Thì mình nỗ lực hơn, mình giữ gìn hơn để mình xây dựng tiếp. Như anh nói, thực ra trong cuộc sống không ai không hoàn hảo cả. Ai cũng có sai lầm nên cố gắng mình làm tâm của mình để mọi người sẽ ghi nhận thôi.